Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng hơn 9.300 tân sinh viên vinh dự chào đón đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng. Năm học 2022-2023, nhà trường có hơn 9.000 tân sinh viên nhập học, đạt 100% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, với điểm chuẩn các ngành từ 18,5 đến 26 điểm, chất lượng đầu vào được duy trì ổn định và nâng cao hơn qua mỗi năm học. Với tinh thần thay đổi để thích nghi, tập thể thầy và trò nhà trường đã chủ động sáng tạo, áp dụng những phương pháp giảng dạy tích cực để giữ vững chất lượng đào tạo, đạt nhiều thành tích nổi bật. Công tác tuyển sinh của nhà trường đạt 101,42% chỉ tiêu so với kế hoạch, chất lượng đầu vào duy trì ở mức cao. Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 90%. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục đổi mới, phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đảng ủy, Ban giám hiệu, các thầy cô giảng viên cùng toàn thể học viên, sinh viên của nhà trường quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế trong nhà trường, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, tăng cường phát triển hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học uy tín trong và ngoài nước để nhanh chóng tiếp cận với trình độ chuẩn quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học.